Nông không chỉ được biết đến bởi nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên có hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, mà còn được biết đến bởi nghề dệt thổ cẩm gắn liền với đời sống thường nhật của các dân tộc thiểu số có từ lâu đời. Mỗi tấm thổ cẩm ở đây đều mang dấu ấn tỉ mỉ, khéo léo và tâm hồn của người dệt. Những chi tiết hoa văn này là những nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc. Trong cái tấm thổ cẩm này thôi là nó có hoa văn hình con người. Nói chung là phải quan sát tỉ mỉ kỹ lắm mới nhìn thấy là hoa văn hình con người. Có hình hạt dưa, hình xà gạc, còn đây là những biểu tượng của những bông hoa. Trong các món ăn của đồng bào Mơ Nông thì món ăn nổi tiếng nhất là các món như cơm lam, canh thụt, lá bếp đột mây, canh cà đắng. Sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những món ăn đấy nhé. Theo chị Hà Brei nói là thì để món cây cà đắng này cho nó ngon đó thì mình cần phải dầm và giã như thế này này, phải giã thật là nhuyễn cho nó nhuyễn nhừ ra như thế này thì nó mới ngon. Thưa quý vị và các bạn, đây là những nguyên liệu dùng để nấu món canh thuộc lá bếp đột mây. Thì đây là lá bếp và đây là đột mây. Để làm món canh thuộc lá bếp đột mây này thì những cái nguyên liệu này đã được các cô, các chú ở trong Bon đi rừng và hái về. Đột mây sau khi từ rừng mình hái, mình chặt về thì mình sẽ lột những cái vỏ già này ra. Vỏ ra. Lá bếp mình cũng lặt ra. Lật ra lấy cái phần, lựa cái phần non vừa, không lấy cái phần già quá. Ngoài lá bếp đột mây á, có thêm mỡ chiên và rau dền rừng. Những ống lồ ô đã được các cô, các chú chặt về để làm món canh thuộc lá bếp đột mây. Thì lá bếp đột mây sau khi rửa sạch cùng các nguyên liệu như là mỡ chiên, rau dền rừng thì tất cả nguyên liệu mình lá bếp đột mây cùng với muối, bột ngọt, gia vị thì mình sẽ bỏ cùng vào trong ống này. Và mình đem nướng lên một đống củi và mình sẽ dùng một cái cây nhỏ này để mà mình bỏ vô trong ống đây và mình thụt nó, bởi thế nó có tên gọi là canh thụt. Khi đất trời vào xuân, trời Tây Nguyên cũng se lạnh, thì trong các bon làng Mơ Nông cũng bắt đầu phảng phất mùi hương của những trái rượu cần vừa mới ủ. Ủ rượu cần để dùng vào các dịp cúng tế thần linh hay các dịp lễ Tết.
Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu cách ủ rượu cần của người Mơ Nông nhé. Đây đang ngọt ngọt. Ông già đây lại cho mình á, là ông chỉ nào nó biết. Người Mơ Nông mang hương vị nồng đàn khác biệt, bao nhiêu hương vị của núi rừng đều được đồng bào Mơ Nông khéo léo hòa quyện vào từng bánh men, để đến khi thưởng thức thêm một chút nước lọc vào trong ché thì bao nhiêu hương vị ấy bỗng hiển hiện nơi cần rượu. Ngậm một ngụm rượu ở trong cổ họng, ta có cảm giác như ngậm cả hương rừng ngây ngất lâng lâng. Quý vị hãy cùng Hờ Gen cùng thưởng thức hương vị rượu cần của đồng bào Mơ Nông nhé. Càng say tiếp càng uống nữa, uống đến khi rượu lạt rồi, rượu chỉ còn dính chút men lá rừng trong nước suối thôi. Khi ấy bạn sẽ thấy con người khỏe khoắn tỉnh táo trở lại. Và bạn có biết không, hồn rượu đã dìu ta ra khỏi cơn say để về với cộng đồng đấy. Anh đến với em say men rượu cần, bếp lửa đốt lên đôi má em hồng. Đêm hội cồng chiêng, con lạc sáng một trời sáng. Cùng sống bên nhau hướng ánh mặt trời. Ơi Đắk Nông, Đắk Nông tình yêu của tôi.